Các bạn đang nghe truyện trên kênh Quán Truyện Audio. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn của Vũ Đam, Nắng Sớm Ngập Tràn. Chị đấy, chị đang cánh mạ từ cánh đồng trở về nhà trong ráng chiều hôm chạng vạng. Nắng cuối ngày làm khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của chị ửng đỏ. Gió đồng lồng lộng tung bay làn tóc đen mượt mà ngang vai chị. Nghe có tiếng người trò chuyện phía trước, chị ngước đôi mắt tròn đen láy lên nhìn. Chị nở một nụ cười tươi tắn, hàm răng trắng trẻo tăm tắp khoe chiếc răng khảnh duyên dáng. Con chào hai cụ. Hai cụ đi chợ về đấy ạ? Vâng, chào cô. Cô đi cấy về đấy à? Dạ vâng. Ôi, chị quay đầu lại nhìn một bà cụ bị vấp ngã. Chị vội vã đặt gánh mạ xuống, chạy lại đỡ bà cụ lên, miệng xót xa hỏi bà cụ có bị làm sao không. Nhìn thấy ngón chân cái của bà bị mảnh chai đâm vào chảy máu, chị không ngần ngại đưa cánh tay áo bên trái lên miệng, tay phải cầm đầu tay áo xé toạc một miếng. Miếng vải nâu đơn rời ra để lộ cánh tay thon thả hồng hào. Chị cúi xuống buộc vết thương cho bà cụ, dặn bà về đến nhà rửa sạch bằng nước muối rồi bôi tí thuốc mỡ tra mắt vào để tránh nhiễm trùng. Kéo kẹt, kéo kẹt, đôi chân trần sắn đến đầu gối phơi phong làn da trắng mốt của chị lại thoăn thoắt bước đi dưới cái nắng của chiếc đòn gánh trên vai. Gánh mạ nặng là vậy mà dáng chị vẫn mềm mại uyển chuyển như đang tập múa ở sân đình. Chị đát được một quãng nhưng vẫn thấy văng vẳng bên tai lời hai bà cụ: con bé đẹp người đẹp nết, thắt đáy lưng ong vừa, cả chiều chồng vừa khéo nuôi con, thế mà vẫn không có ai lấy, tội nghiệp nó. Chị dừng bước, vừa thở vừa lấy tay gạt lấy giọt mồ hôi lấm chấm trên trán. Trời chiều mênh mang, gió chiều lồng tạt vào lòng chị một nỗi buồn nhân thế. Mẹ chị, người con gái xấu số nhất làng, được sinh ra cùng từ một người đàn bà xấu nhất làng. Vì quá xấu, bà vốn đã bị người làng coi thường, lại không chồng mà chừa, nên bà càng bị khinh rẻ. Bà đã đưa mẹ chị ra thèo đất ở rìa làng dựng một ngôi nhà đất lợp rạ để mẹ con sinh sống. Bà đi làm thuê, mót lúa, mò cua, bắt ốc để duy trì sự sống của hai mẹ con. Càng lớn, mẹ chị càng trở nên xấu xí. Cái xấu xí hồi tụ đủ của mẹ, cả của người đàn ông sinh ra. Biết thân phận mình là kẻ xấu xí, không cha, nên mẹ chị chăm chỉ lam làm, hay giúp đỡ những người nghèo khó, khinh trọng người già, hòa nhã với trẻ nhỏ, hòng dùng cái nết đánh chết cái đẹp. Kiếm được một tấm chồng, dù cụt chân, mù mắt, nhưng có cưới sinh hẳn hoi để chấm dứt cái dòng dõi không chồng mà chừa của gia đình. Xong từ lúc dậy thì đến cái tuổi 40, mà chị không có một người đàn ông nào đến giảm hỏi. Thậm chí những câu trò chuyện bình thường mà đàn ông trong làng dành cho mẹ chị cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không đủ sức khỏe và lòng kiên nhẫn chờ đợi con mình có được một tấm chồng, vào một đêm mưa gió, bà chị đã lặng lẽ ra đi không một lời trăn trối. Bước sang cái tuổi 41,
mà chị đã bắt đầu đi tìm kiếm cho mình một đứa con. Những người đàn ông trong làng xa lánh chị, còn những người đàn bà trong làng thì cảnh báo chớ có dụ dỗ chồng họ, kẻo sẽ bị gọt đầu bôi phôi. Cứ đến thời kỳ giữa chu kỳ kinh nguyệt, trong vài người đi mua đồng nát, mẹ chị đi đến các làng xa xôi tìm đến những người đàn ông quá vợ để sinh con. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt bèn bẹt với chiếc mũi tẹt dí, đôi mắt xích, hàm răng vồ vàng khè như răng cải mã của mẹ chị, họ đã lắc đầu. Có lần đúng vào ngày trứng rụng, mẹ gặp một người đàn ông say rượu đang nằm một mình trong nhà. Chân gã khích lên, cái kia thò cả ra ngoài quần đùi. Mẹ phát cuồng, lấy tiền cho gã mua rượu uống, xin gã thương tình đoái hoài đến mình. Gã cầm tiền đút vào túi rồi xua đuổi mẹ. Xấu quá, xấu hơn cả thị nở. Cút đi, cút đi. Đêm ấy, nước mắt mẹ ướt đẫm chiếc gối. Gần sáng, mẹ nghĩ ra được một sáng kiến. Cả ngày hôm ấy, mẹ thấp thỏm trong lòng, mong sao trời mau tối để thực thi cái sáng kiến của mình. Chiều tối, lùa vội bắt cơm vào bụng, mẹ đạp xe ra thị xã, tìm đến một cái góc tối om trong công viên ngồi chờ. Người khách đầu tiên tìm đến là một gã đàn ông lùn tè lùn tẹt. Gã hỏi mẹ đi tàu nhân giá bao nhiêu. Mẹ ngỡ người không hiểu, hỏi lại gã tàu nhân là gì. Gã văng tục, làm đĩ mà còn không biết tàu nhân. Mẹ nói với gã lần đầu tiên đi bán mình nên chưa biết. Gã giảng giải cho mẹ, đi tàu nhân nghĩa là làm một cái thôi, giống như ăn bánh trả tiền, còn đi tàu chậm là qua đêm, là bao nhiêu cái thì làm. Mẹ bảo với gã không cần trả tiền cũng được. Sự thật thà của mẹ đã không mang lại kết quả. Giả như mẹ cứ phát ra một cái giá bằng mở ốc mà mẹ vẫn bán ở chợ làng, thì gã đã không thấy rẻ mà đồng ý ngay. Nhưng khi mẹ nói không cần phải trả tiền cũng được thì gã nghĩ mẹ bị HIV. Gã chuồn thẳng. Mẹ chị còn chưa kịp hiểu tại sao gã đàn ông lại vội vội vã vã chạy mất thì bị giật tóc, đấm đá túi bụi. Mẹ không kêu được một tiếng. Chỉ mãi đến khi mẹ đổ cuộc xuống thì trận đòn mới dứt. Lần đầu tao cảnh cáo, lần sau mà còn dám xâm phạm địa bàn làm ăn của chúng tao thì chúng tao xèo. Tiếng đe dọa của hai à gái điếm chuyên nghiệp giúp mẹ hiểu rõ thì ra đi làm cái nghề nhơ nhớp này cũng có sự cạnh tranh. Mẹ lồm cồm bỏ dậy, dắt xe đạp ra khỏi công viên. Hai chân mẹ bị đá, bị quật đau nhức. Mẹ gắng sức đạp nhưng cũng chỉ đến nửa đường thì cả người lẫn xe lao sầm xuống ruộng lúa sắp gặt ra đường. Mẹ mê man. Nửa đêm một người đàn ông đi xe máy phát hiện ra mẹ. Nhờ ánh đèn xe, ông vội vã nhảy xuống ruộng lay gọi mẹ. Mẹ tỉnh lại, người đàn ông hỏi mẹ có phải bị cướp không. Mẹ đáp và kể lại tất cả. Người đàn ông thinh lặng. Lúc sau quả quyết, tôi sẽ cho chị một đứa con. Trong đêm tối, họ không nhìn thấy mặt nhau. Mẹ cuống cuồng tụt quần ra. Người đàn ông đổ người lên người mẹ. Mẹ ơi, đau quá. Mẹ thét lên. Về đến nhà, mẹ mò mẫm bao diêm, thắp hương lên bàn thờ mẹ khấn. Mẹ ơi, hãy phù hộ cho con đẻ được một đứa con trai. Còn nếu là con gái thì nó giống một người xinh đẹp nào đó bên đằng cha nó, để nó lấy được tấm chồng có cưới xinh hẳn hoi.
Lời cầu khấn của mẹ đã ứng nghiệm. 9 tháng 3 ngày sau, chị được sinh ra bụ bẫm và đẹp đẽ như trong tranh. Lại không chồng mà chừa, đúng là dòng dõi tổ tông. Không chịu được những lời miệt thị của người làng, cộng với ước vọng xóa bỏ được cái giúp mà mẹ mình và bản thân mình đã từng gánh nặng. Một đêm, mẹ bế chị ra khỏi nhà, lấy ra một ít đồ đạc và châm lửa đốt ngôi nhà. Lửa cháy đùng đùng, thiêu rụi tất cả. Mẹ đặt bát hương mẹ, 2 cái son nồi, 4 cái bát, 3 bộ quần áo và 5 bơ gạo lên cái thùng bên này, đặt con lên cái thúng bên kia, rồi gánh ra cái chòi phó mẹ bỏ hoang ở cạnh bãi tha ma làng, sửa chữa nâng cấp thành nhà để mẹ con cô có chỗ chui ra chui vào. Ở cạnh người chết, mẹ nghiệm ra rằng chỉ có người sống mới hay nói xấu, ganh tị với người sống và cả người chết nữa. Còn người chết thì không nên. Mẹ con chị rất bình yên. Mẹ tận dụng những mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo quanh các ngôi mộ để cấy lúa, trồng khoai. Khi chị chưa biết bò, mẹ lấy cái quần vải cũ buộc chị trên lưng mỗi khi cấy lúa làm cỏ. Xa xa nhìn mẹ con chị nhấp nhổm như những con cua đồng đang bò trên ruộng. Lúc chị biết đi, chị tha thần bên những ngôi mộ, bắt cào cào châu chấu. Chị lấy cả xôi thịt chuối trên những ngôi mộ mới chôn để ăn. Lần đầu nhìn thấy, mẹ sợ tái mặt, vạ vào mồm chị mấy cái, bóp cổ để chị lẻ thức ăn ra, rồi dẫn chị đến ngôi mộ mà chị lấy cắp thức ăn, quỳ lại người chết tha thứ. Từ đấy, chị sợ mẹ nên không dám bén mảng đến những ngôi mộ nữa. Nó thèm được ăn thịt, không có thịt thì mẹ lội xuống con sông cạnh nhà, cạnh bãi tha ma để mò cua, bắt ốc và tôm tép, để phòng tránh những chị không bị ngã xuống sông. Mẹ lấy cái sợi dây vải buộc chân chị vào gốc thông hay phi lao. Vừa mò, mẹ vừa trông chừng chị chơi trên bờ. Hết đoạn sông này, mẹ lại đến bờ dẫn chị đến đoạn sông khác, lại buộc chân chị vào gốc cây, rồi tiếp tục mò mẫm sự sống của sự sống nơi đáy sông. Một lần, có con cá trê to bằng cổ tay chui vào trong hang. Nó trơn quá, lại có ngạnh nhọn, nên mẹ phải lừa lừa để bắt được nó. Mãi mê với cá, đến lúc bắt được con cá trê thì mẹ kinh hoàng khi thấy chị đã biến khỏi mặt đất. Chị nhặt được một cái liềm ở gốc cây thông, ra sức cứa đứt sợi dây buộc chân. Sợi dây đứt, chị hà hê bỏ xuống sông tìm mẹ. Mẹ leo lại phía sau cuống cuồng mò tìm con. Túm được tóc chị, mẹ bế chị lên bờ, cầm 2 cái chân chị dốc ngược lên vai, vừa chạy quanh bãi tha ma, vừa gào thóc. Tiếng gào rít cả cổ họng, trào cả máu. Nước từ miệng chị ỏng ọc tuôn ra. Chị khóc thét lên một tiếng. Mẹ sung sướng đặt bừa chị lên ngôi mộ mới chôn, chất đầy vòng hoa tươi, rồi rập đầu khấn vái người dưới mộ hãy cứu sống con chị. Từ đấy, mẹ sợ không dám đi ra sông mò cua bắt ốc nữa, và chính mẹ lại là người tiếp tục tranh phần ăn của người chết. Những ngày đầu, mẹ cũng sợ lắm. Trời vừa sập tối, mẹ đã đóng then gài cửa. Mỗi tiếng gió lay, cửa động, mẹ lại thon thót ôm chặt chị vào lòng, lấm rầm khấn rằng: mình phận xấu xí, hèn kém không cạnh tranh được với người sống, nên đành tranh phần với người chết, mong hồn ma tha thứ. Mọi cái rồi cũng thành quen. Thấy ma không bắt, thấy con ăn ngon, ngủ ngon, mẹ cũng hết sợ hãi. Mỗi khi có đám ma, ngày giỗ, ngày Tết hoặc
ngày thanh minh. Mẹ lấy ra những đồng tiền cũ nát, đếm đếm trước mắt chị, nhốt chị trong nhà, khóa trái cửa lại, rồi cắp thúng đi chợ. Mẹ đi đến những ngôi mộ, thấy có xôi, có thịt, có chuối. Mẹ chắp tay khấn, xin bỏ thức ăn vào thùng đi về. Xôi thì hấp lên, thịt thì thái ra kho mặt. Rồi mẹ mở rộng địa bàn kiếm ăn, mò tìm đến những bãi tha ma, nghĩa địa làng khác, xã khác xin lọc của người chết để tránh người sống phát hiện và để tránh sự cạnh tranh mà mẹ đã có bài học trả giá bằng trận đòn thừa sống thiếu chết ở công viên năm nào. Mẹ thường đi vào những lúc giữa trưa vắng người hoặc vào lúc đêm tối. Thời buổi bấy giờ, còi dương đang lấy lòng cõi âm nên người ta đua nhau xây mộ tổ, mộ ong, mộ bà, mộ bố, mộ mẹ thật nguy nga tráng lệ. Cũng dỗ thật linh đình để tỏ lòng thương nhớ, mặc dù khi còn sống, người chết bị người sống mong cho chết nhanh đi để họ còn được thừa kế tiền bạc, đất đai, nhà cửa. Nhờ vậy mà mẹ cũng được thường xuyên cấp thúng đi chợ. Cõi âm đã nuôi chị phỏng phao. Mỗi ngày, mỗi xinh đẹp như cõi âm cũng góp phần làm cho nỗi buồn nhân thế của chị tăng lên. Một trưa bị mẹ đánh, chị chui vào ngôi mộ cụ tổ họ Trịnh do con cháu ở Hà Nội về xây. Ngôi mộ hình tháp nhọn kiểu châu Âu, xây bằng cả cẩm thạch có giá trị gấp 20 lần ngôi nhà mà mẹ con chị đang ở. Nó sạch sẽ, mát mẻ quá. Thế là chị ngủ quên trong đó tận chiều. Mấy đứa trẻ trâu nhìn thấy tưởng ma, kêu ré lên, chạy về làng thông báo. Người làng lại bảo bà nó xấu xí, mẹ nó xấu xí, còn nó lại đẹp như hoa hậu. Chắc nó là con ma hoặc hồ ly tinh. Là dòng giống không chồng mà chừa, là con ma, là hồ ly tinh, nên mặc dù chị càng lớn, càng xinh đẹp và nít na, chị cũng chỉ là người thông minh sáng dạ. Năm học nào chị cũng là học sinh giỏi, song nhà nghèo không có tiền đi thi đại học. Nên học xong cấp 3, chị ở nhà để lấy chồng theo nguyện vọng của mẹ. Thanh niên, đàn ông trong làng đều thầm yêu trộm nhớ, nhưng không ai dám cưới chị làm vợ. Không dám lấy chị, nhưng họ cũng không cho chị đi lấy chồng. Họ sợ mất chị, mất đi cái biểu tượng sắc đẹp ở làng. Chị gánh mạ sắp về đến nhà thì bắt gặp một người thanh niên và một đứa trẻ từ bãi tha ma đi ra. Nhìn thấy chị, người thanh niên sững sờ trước vẻ đẹp hương đồng gió nổi của chị. Này em có lửa không? Cho xin tí, anh ra thắp hương cho các cụ mà quên mất bật lửa. Người thanh niên kiếm cớ. Dạ, nhà em kia, để em về lấy diêm cho anh. Chị dịu dàng đáp lời. Thôi để anh vào lấy. Vâng, mời anh vào. Thấy có khách là đàn ông, mẹ mừng lắm, chào đón khách như người thân ở xa mới về. Người thanh niên giới thiệu tên là Tân, cháu ông Thoại. Anh đang sống với bố mẹ ở Sài Gòn, lâu rồi mới có dịp về thăm quê. Ai chứ ông Thoại thì mẹ con chị còn lạ gì. Ông là cán bộ huyện mới về hưu. Ông vừa xây ngôi nhà to và đẹp nhất làng. Duyên số trời xé chăng, mẹ khấp khởi trong lòng. Tân cao to, đẹp trai, lại có học thức, làm kỹ sư ở thành phố Văn Minh, chắc không có cái nhìn lạc hậu như người ở quê. Con gái chị đẹp, ngoan, thật là đẹp đôi. Chị thoáng qua, mẹ chị cũng biết là Tân đã phải lòng con gái mình. Nhưng cuộc đến thăm hàng ngày của Tân càng làm cho mẹ hy vọng sẽ dứt bỏ được quá khứ không chồng mà chừa của gia đình. Tân cũng đã thề rằng nếu không lấy được chị thì bãi tha ma kia sẽ có một chỗ dành cho Tân. Ấy là Tân thề lúc gia đình ông Thoại chưa biết Tân đến tìm hiểu chị. Đến khi biết tin, cả gia đình ông Thoại đã họp
đã gọi điện thoại vào cả Sài Gòn cho cha mẹ Tân để khuyên Trang Tân từ bỏ cái tình yếu sét đánh điên rồ của mình. Trước hôm bay vào Sài Gòn, Tân đến nhà chị vòng vo một lúc. Tân hỏi chị: "Bà em, mẹ em đều không có chồng à?" "Vâng," chị đáp. "Thế em có biết bố em là ai không?" "Không." Tân thở dài, lúc sau nói lời đau khổ: "Anh rất yêu em, nhưng bố mẹ anh không cho anh lấy vợ ở quê. Nếu em cũng muốn có một đứa con như bà em, như mẹ em, anh luôn sẵn sàng. Gì thì gì anh cũng là một trí thức, còn chúng ta sẽ thông minh như anh và đẹp đẽ như em. Hàng tháng anh sẽ gửi tiền về nuôi con. Đây, anh gửi em trước 10 triệu. Một cái tát của chị làm Tân tối tăm mặt mày. Tân rít lên, dòng dõi nhà đĩ lại còn làm phách. Chị đi ra bờ sông, bỏ mặc Tân một mình. Chị buồn nhưng không đau khổ. Những người đàn ông như Tân cũng như nhiều người đàn ông khác ở trong cái làng, đáng để chị không đáng để chị bận tâm. Gió từ mặt sông thổi lên mát rượi, làm chị sực nhớ đến giờ chị phải đi vào trong làng, đến những nhà có các em bị tàn tật và chất độc màu da cam, để dạy các em phục hồi việc đi lại và cả học nữa chứ. Chị làm việc này một cách tự nguyện. Chị cảm phục trước sự hy sinh của bố mẹ các em. Chị thương các em vô tội, nhưng vì bị di chuyển chất độc da cam từ người bố nên các em bị câm điếc, mù loà, bại liệt, thần kinh. Khi Tân về đến nhà thì cũng là lúc giọng nói trong trẻo của chị cất lên: "Bờ A Ba Huyền Ba." Bờ A Ba Khoanh Ba Ba. Còn bé Tâm méo mồm đánh vần theo chị. Chị lại kiên trì từng chữ. Đến lần thứ bảy thì con bé đọc được hẳn chữ bà tròn trịa. Chị do trán khen nó giỏi lắm. Con bé cười tích mắt, gọi nó là con bé vì thân hình nó còm nhom, tay bị khèo, mắt trái chỉ là một cái hõm sâu, đầu óc ngần ngần, ngơ ngơ. Chứ thật ra nó đã bước vào cái tuổi 18, nghĩa là cái tuổi đủ để đi lấy chồng, nếu nó không bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Bố nó là anh Bức. Anh đi bộ đội năm 1972, đóng quân ở Quảng Trị. Anh bị nhiễm chất độc màu da cam do uống nước suối đã bị máy bay Mỹ rải thảm chất độc hóa học. Ngày hòa bình, anh bước về quê. Anh cưới chị Nhãn, một người con gái khỏe mạnh đảm đang. Những tưởng hạnh phúc của họ sẽ nhân lên cho anh chị sinh đứa con trai đầu lòng. Nhưng lên 3 tuổi, đứa con đang hồng hào khỏe mạnh của anh chị bị teo cơ chân, cơ tay rồi nằm liệt trên giường. Đứa con trai thứ hai của anh chị cũng bị bệnh giống như người anh. Anh chị cầu trời, khấn Phật, sinh một đứa con thứ ba khỏe mạnh để có người nối dõi tông đường và chăm sóc hai người anh khi anh chị chết đi. Nhưng đứa con gái thứ ba là cái Tâm bây giờ. Tiếng lợn kêu. Không, đó là tiếng kêu của người anh cái. Tâm báo hiệu muốn trở mình. Chị Nhãn đã ra đồng, còn anh Bốc được giao nhiệm vụ trông con. Cậy có chị nên anh tranh thủ cho lợn ăn. Đàn lợn kêu róng lên en ếch, nhảy bổ ra cửa chuồng để chào đón chậu cám của anh Bốc. Éc éc. Tiếng người và tiếng lợn hòa quyện vào nhau, dội vào trái tim thương của người chị một nỗi nghẹn ngào. Nước mắt chị ứa ra. Chị vội đứng dậy đi đến chiếc giường kê bên cửa sổ, bế thân hình còm nhom cứng đơ của người thanh niên đặt nghiêng sang bên trái, rồi tiến hành xoa bóp đôi chân teo tóp của cậu.
có tiếng người ồn ào ở ngoài sân. Chị nhìn ra thấy anh Bốc Tay còn đang lấm la lấm lét cám lợn, dẫn mấy người Việt Nam và một ông người Mỹ đi vào. Bốn người kia là cán bộ của sở, của phòng lao động thương binh và xã hội, người phiên dịch và ông chủ tịch xã. Còn người đàn ông Mỹ là tiến sĩ John. Anh sang Việt Nam để nghiên cứu về ảnh hưởng của chất độc da cam do quân đội Mỹ đã rải thảm xuống Việt Nam ở miền Nam. Bố John đã từng là người lính tham chiến ở Tây Nguyên, được tận mắt chứng kiến những cái chết vô tội của người dân và sự tàn phá khủng khiếp của bom đạn, lại được một người dân cứu sống khi ông bị thương và bị đồng đội bỏ rơi. Khi về Mỹ, ông mắc chứng bệnh trầm uất. Trước khi chết, ông đã trăn trối với John hay làm cái gì đó để tạ lỗi và tạ ơn người dân Việt Nam. Và giờ đây John đang sống và chứng kiến chị xoa bóp cho người con của anh Bốc. Lúc đầu John tưởng chị là vợ anh Bốc, nhưng sau nghe giới thiệu John lại một tiếng đầy ngạc nhiên, thán phục. Một người con gái tuyệt đẹp, đẹp về cả hình thể lẫn nhân cách, đó là suy nghĩ đầu tiên của John về chị. John hỏi chị rất nhiều về bệnh tình của người con của vợ chồng anh Bốc. Có sao chị nói thế? Còn John vừa mở máy ghi âm, vừa ghi chép chép. Rồi John chụp ảnh đủ các góc độ. Trước lúc ra về, John bất ngờ hỏi chị bằng một câu tiếng Việt lơ lớ: Chị có mong ước gì không? Không cần suy nghĩ, chị đáp ngay: Em mong ước có một ngôi nhà, có đủ phương tiện để chữa bệnh và phục hồi chức năng cho các thanh thiếu nhi bị tàn tật vì chất độc da cam và cả bị bẩm sinh, bị tai nạn. John khen sáng kiến của chị rất hay, rồi hỏi chị tiếp nếu có cái trung tâm đó thì hoạt động thế nào. Suy nghĩ một lúc, chị bảo trước hết phải đi xuống tận những gia đình có các em bị chất độc màu da cam, rồi phân loại bệnh tật thần kinh, chân tay, cầm điếc, tùy theo loại bệnh mà có phác đồ điều trị và phục hồi chức năng riêng. Bệnh của các em là bệnh kinh niên, khó chữa, nên ngoài việc chữa tây y phải trồng cây thuốc đông y trong vườn để chữa lâu dài. Bệnh nhân đông thì cũng cần có sự ưu tiên, em nào gia cảnh khó khăn và có khả năng phục hồi nhanh thì tuyển trước, đợt này ra đợt khác vào. Ngoài ra cũng cần dạy thêm văn hóa và dạy nghề cho các em có khả năng lao động. Nghe chị nói, John liên tục gật đầu. Chiều tàn, John và mọi người ra đi, chị cũng tất tưởi về nhà. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện với John lùi dần trong tâm trí chị, vì chị bận phải cày cấy chăm mẹ ốm, chăm những đứa trẻ bị tàn tật. Nhưng John thì không quên dáng hình chị, mong ước của chị mỗi ngày mỗi đầy đặn lên trong tâm trí John. Ngay sau khi về nước, John rút tài khoản cá nhân đi quyên góp các tổ chức xã hội, các cá nhân có tấm lòng hào tâm được gần 300.000 đô la. John bay ngay sang Việt Nam. Chị đi làm đồng về, thấy chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở trước nhà, ngỡ là xe của ai ở thành phố về thăm mộ. Nào ngờ John đến, vừa nhìn thấy chị, trái tim John đã đập mạnh, còn chị thì đỏ mặt khi thấy quần mình sắn cao tít trên đùi. Chị vội vã ra bờ sông rửa ráy chân tay. Sau vài câu thăm hỏi, John vào cuộc ngay. Anh thông báo cho chị biết cái ước mong của chị đã thành sự thật. Tỉnh, huyện, xã đã đồng ý cho xây dựng một khu nhà 2 tầng trên diện tích 2.000 m² để làm nơi chữa bệnh và phục hồi chức năng cho thanh thiếu niên bị tàn tật do chất độc màu da cam trong tỉnh, và John đề nghị chị làm giám đốc trung tâm. Làm giám đốc, chị sững sốt. Tôi chỉ biết cày cấy, trông nom người ốm, chứ biết giám đốc là gì. John bảo anh đã kể về
chị cho nhiều người nghe. Họ nói nên chọn chị làm giám đốc trung tâm. Đây là trung tâm nhân đạo chứ không phải là kinh doanh. Vì vậy trước hết phải có tấm lòng nhân ái. Còn những việc khác như quản lý con người, tài chính, điều hành các hoạt động, John cũng đã từng làm nhiều. Giám đốc dự án nên anh cũng sẽ giúp chị. Nếu trung tâm hoạt động có hiệu quả, sẽ có nhiều tổ chức tài trợ thêm. Những cán bộ đi theo cũng động viên chị nên nhận chức giám đốc để giúp đỡ các em bị tàn tật. Duy có ông chủ tịch xã là bằng mặt mà không bằng lòng. Ai đời lại đi lấy một con người có dòng dõi chửa hoang làm giám đốc. Thuyết phục và chờ đợi mãi, chị cũng chỉ dám nhận chức phó giám đốc trung tâm. Còn chức giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh điều một người thương binh đang công tác ở sở về làm giám đốc. Ngày cắt băng khánh thành trung tâm cũng là ngày chôn ngọ lời cầu hôn chị. Chôn phải chờ đợi và nhằm vào đúng cái ngày trọng đại này của chị để cầu hôn thì mới mong thành công. Sống ở Việt Nam nhiều năm, chôn hiểu văn hóa tình yêu ở phương Tây có nhiều điểm khác phương Đông. Người phương Tây yêu đương tự do hơn, nhưng sự bền vững của tình yêu và tổ ấm gia đình cũng lỏng lẻo hơn. Người ta đang trả giá cho cái sự tự do này và đang muốn học theo truyền thống phương Đông. Đã nhiều lần John muốn ngỏ lời cầu hôn với chị, nhưng John sợ sự vội vã sẽ làm chị nghi ngờ tình yêu của mình. Chị ngượng ngùng đón nhận cái hôn đầu tiên trong cuộc đời. Những lần được cùng John đi xuống cơ sở, chị đã chứng kiến nhiều việc làm bất ngờ của John. John đã tìm rửa đích cho một em gái bị liệt, trong khi đó những cán bộ của ta đi cùng thì bịt mũi nôn ọe. John đã từng cõng một em bị sốt chạy bộ 2 cây số lên bệnh viện huyện để điều trị. John cũng hay bóng gió xa xôi với chị rằng John rất yêu mảnh đất con người Việt Nam. Anh muốn có một người vợ Việt Nam để được gắn bó cả đời với Việt Nam. Nhiều lúc chỉ có 2 người, John nắm lấy bàn tay chị, nhìn vào mắt chị chờ đợi. Chị đã yêu John từ những việc làm cao cả của anh, còn mẹ chị thì bảo đấy là cái duyên, cái số. Trước đây mẹ chị và chị chỉ cầu mong cho một người làm lấy chị làm vợ có cưới xin hẳn hoi. Chẳng cần mâm cao cỗ đầy, vài ba mâm cơm rau dưa mời họ hàng là được. Chỉ thế thôi là mẹ và chị đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng thanh niên đàn ông trong làng chỉ thích ngủ mới chị, mà không thích hoặc thích nhưng không đã dám cưới chị vì sợ dư luận. Thế mà John, một nhà khoa học người Mỹ giàu có, lại khát khao cưới được chị làm vợ. Chị xúc động lắm, nhưng chị cũng không muốn phải xa cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có còn nghèo khó, còn nhiều điều thị phi, nhưng chỉ một làn gió đồng quê, chỉ một ánh mắt em thơ trong veo là cõi lòng chị lại yên ả. Chôn hiểu chị, anh bảo nếu chị đồng ý, chôn sẽ đưa tiền cho chị đứng tên mua một căn nhà trên Hà Nội để tiện cho công tác của anh, và sẽ xây cho mẹ con chị một ngôi nhà đẹp nhất ở làng để ở. John sẽ xin hẳn sang Việt Nam làm việc để cùng chị làm dịu bớt đi nỗi đau của chiến tranh. Chuyện chị nhận lời cầu hôn của John, dù mẹ và chị cố giữ bí mật nhưng rồi cũng nhanh chóng được người làng biết. Thế là làng âm âm ý ý. Như đã nói, nhà chị ở cạnh bãi Tha Ma, trời vừa nhá nhem tối, đã không một bóng người qua lại. Thế mà bây giờ tối đến, nhà chị lại đầy tiếng trai làng, tiếng những người đàn ông bị quá vợ, bỏ vợ hay bị vợ bỏ. Anh Ninh, một trụ đại lý đồng nát, thì tuyên bố sẽ giao cho chị toàn bộ vốn liếng hơn 1 tỷ để chị quản lý nếu chị làm đồng ý làm vợ anh. Còn Khang, một người đã từng ăn hỏi chị thì quỳ cả trước mặt chị xin lỗi
và hứa nếu chị đồng ý hôm trước, đám cưới sẽ được tiến hành ngay sau hôm sau tại một khách sạn sang trọng nhất tỉnh. Từ Sài Gòn xa xôi, Tân cũng gửi thư về. Tân bảo Tân đã cưới vợ, một cô vợ con nhà giàu có, nhưng cuộc sống như địa ngục. Ngày nào Tân cũng mơ tưởng đến chị, và nếu chị đồng ý, Tân sẽ ly dị vợ, về quê cưới chị, rồi đưa chị và mẹ vào Sài Gòn sinh sống. Chị từ tốn chối rằng: chị rất cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho chị, nhưng tiếc rằng chị đã nhận lời cầu hôn của John. Kìa, ai như John đang về làng. Đúng là John, anh đang vừa lái xe, vừa ngọng nghịu hát bài hát Việt Nam quê hương tôi. John đang tràn đầy hạnh phúc vì chiều qua chị gọi điện thoại thông báo cho John biết rằng sau cái lần chị dâng hiến cho John, chị đã mang thai. John về làng để bàn với chị. Tuần tới anh vào Quảng Trị nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc màu da cam với hệ sinh thái, nên những vùng đất bị máy bay Mỹ rải chất độc hóa học. Sau đó sẽ quay ra cùng chị đi làm thủ tục đăng ký kết hôn trên sở tư pháp tỉnh, rồi tổ chức đám cưới ngay tại cái trung tâm mà hai người đã khai sinh. Chiếc xe hơi vừa chớm đến cổng làng thì có hai người ra chặn lại. John xuống xe, một người đàn ông dáng phong độ nói: ông Tây đừng lấy con ấy, nó là con hoang, mẹ nó cũng là con hoang đấy. Người thanh niên trẻ dịch sang tiếng Anh. John mỉm cười bước lên xe. Người đàn ông kéo tay John lại: nó đã ngủ với tao nhiều và nhiều đàn ông trong làng, phải đi nạo thai mấy lần rồi, không có con được nữa đâu. Đến lúc này thì John không nhịn được nữa, anh nổi cáu. Người thanh niên liền choáng dịch: tại sao người Việt Nam cứ hay nói xấu, ghen tị với nhau, phải nhìn lên để phát triển chứ. Người đàn ông cúi mặt. John bước vào xe, đóng sầm cửa. Chiếc xe không còn phải đi qua bãi tha ma nữa, vì John đã xây cho mẹ con chị một ngôi nhà ngay trên đất ngôi nhà ở rìa làng mà mẹ chị đã đốt năm nào. Theo nguyện vọng của chị, John từ bỏ việc xây ngôi nhà đẹp nhất làng mà chỉ xây ngôi nhà 3 tầng xinh xắn. Số tiền còn lại ủng hộ cho quỹ xóa nhà tranh vách đất của xã. Vào ngày thứ năm sau khi vào Quảng Trị, mắt phải chị máy liên tục, tâm can chị bỗng dưng sao động, cứ như thể có ai đó đang nhắc đến mình. Chị chẳng làm được gì, gọi điện thoại di động cho John thì không có tín hiệu. Chị đang định phóng xe lên sở lao động thương binh và xã hội hỏi xem thì một chiếc ô tô con đã đổ xịt bên cổng trung tâm. John đã về, chị chạy bổ ra. Ba người đàn ông đi vào với nét mặt âu lo. Họ thông báo cho chị cái tin sách đấy. Trong lúc lấy mẫu đất để nghiên cứu, một quả mìn của Mỹ còn sót lại đã phát nổ, cướp đi sinh mạng của John. Chị loạng choạng ngã vào chiếc xe, khóc nấc nâng từng hồi. Mất 3 ngày nằm bẹp giường, chị mới gượng dậy được. Mẹ chị xót xa: con ơi, lại không chồng mà chửa, hay là con đi nạo thai? Chị lắc đầu: không, đứa con trong bụng con là đứa con có giá thú, giá thú của tình yêu vĩnh cửu. Con sẽ sinh nó, nuôi nó lớn khôn, để nó tiếp tục con đường mà cha nó còn dang dở. Chị đứng dậy bước ra ngoài sân. Nắng ban mai đang ngập tràn làng quê yên tĩnh. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Nắng sớm ngập tràn của tác giả Vũ Đạt. Kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Không quên để lại những dòng cảm xúc, những dòng bình luận về câu chuyện mà các bạn vừa lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn.